Thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông năm 2022, sáng mùng 9 tháng 9, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Sông Công phối hợp với đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, bảo đảm an toàn giao thông cho trên 200 học sinh sinh viên. Tại đây các em học sinh đã được cán bộ đội cảnh sát giao thông thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cả nước từ đầu năm đến nay, tai nạn giao thông liên quan đến độ tuổi học sinh, những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông, những hành vi vi phạm pháp luật về trật tự giao thông đường bộ giới thiệu những quy tắc khi tham gia giao thông kỹ năng tham gia giao thông an toàn đúng pháp luật xem clip về các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và hậu quả hệ lụy do tai nạn giao thông đối với gia đình và xã hội phổ biến những quy định biển báo đèn tín hiệu quy định khi điều khiển phương tiện như xe đạp điện xe gắn máy an toàn bên cạnh truyền tải thông tin kiến thức liên quan đến trật tự an toàn giao thông các học sinh sinh viên còn tham gia trả lời các câu hỏi tình huống thường gặp khi tham gia giao thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp các em học sinh của trường cao đẳng công nghiệp việt đức Nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Trước đó, đội cảnh sát giao thông công an thành phố đã tổ chức các đợt tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh sinh viên vi phạm các quy định khi tham gia giao thông như điều khiển xe máy khi chưa có giấy phép lái xe, xe không có gương, không đội mũ bảo hiểm, vân vân.